máy 8kg 17,5 triệu anh em. Liên hệ số điện thoại trên màn hình ha. Cái dòng này hiện giờ đang được trợ giá nha anh em. Đó. Đó, mình bật mí luôn nha, dưới 70 triệu, dưới 70 triệu ha, dưới 70 triệu anh em đã sở hữu cái dòng này. Rồi, hello anh em nha, đây là đầu tuần. Đó, thì hôm nay mình đang xuống, đang chuẩn bị nhập thêm, hồi bữa đang nhập 8 tấn anh em. Đây máy phở nè, hôm nay máy phở chuẩn bị đi ha anh em. Đó, 1, 2, 3, 4 luôn. Đây là cái máy mà cái máy cắn vòng của bên Phoenix nè. Thì cái máy này riêng chỉ có bên công ty mình mới làm trục nhựa nha anh em. Anh em nào mà chưa coi cái máy cán vòng đó thì anh em hãy coi những cái review đó. Đây, hôm nay rất là đặc biệt luôn anh em. Đây, thì hiện tại mình đang xuống cái dòng mà dòng Inox Bosco anh em. Hôm qua vừa mới đấu giá xong ha, chủ nhật nè, vừa mới đấu giá xong. Đó thì được những cái tấm Inox đó rất là đẹp anh em. Đó, Inox này Inox Bosco nha, Bosco, Inox Bosco. Sọc zin cho anh em luôn ha. Thì cái điều mà đặc biệt á, quan trọng nữa là mình đang nói vậy nè, là có nghĩa là hôm nay là một cái ngày mà bên mình nâng cấp công nghệ, có nghĩa là chuẩn bị nâng cấp lên mấy, một là mấy hàng laser, hai á là mình nâng cấp nhìn những cái công nghệ để cho anh em làm có thể nhanh hơn. Đó thì hiện tại đang chạy, cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ trong thời gian qua rất là nhiều ha. Thì nói chung cũng trộm vía được anh em thương, thì mình lên một lần 4 cái lò luôn anh em. Đó, cái dòng mà cái dòng sản phẩm lò 6 nè, ở bên mình lên một lần 4 con như vậy thì mới có cái giá tốt để phục vụ anh em. Đó, như anh em thấy ha, dòng Phoenix Engineer nè, dòng Phoenix Eco nè, đó, tất cả mọi thứ đều gia công chuẩn xác CNC. Đó, như anh em đã thấy motor mới hết nha anh em. Đây có một số anh em nè. Có một số anh em cứ suy nghĩ là cái dòng Phoenix Eco và cái dòng Phoenix Engineer là motor có phải là motor mới hết hay không. Mình nói rồi, cái chất liệu inox của nó khác nhau, nhưng cái giá trị cốt lõi, mình nhắc bốn từ thôi, giá trị cốt lõi là phải giữ. Đây anh em thấy không, đó, tất cả mọi thứ motor đều là motor mới. Bên trái mình là Phoenix Engineering, là motor VTC mới, bên phải cũng vậy luôn. Không, bên mình không cắt chất lượng motor anh em. Cái motor là cái trái tim của máy, nó hoạt động có bền hay không, nên bên mình không có cắt những cái đó. Không, rất là ok ha. Inox sọc zin nha anh em, lúc nào cũng gặp Hải là sọc zin hết. Ngoài ra ha, mở bát buổi sáng đầu tuần lên em. Đó, anh em lên tiếp năm cái, 5-7 cái cối nha anh em. Đó, cối nè anh em làm thấy rất là chắc chắn nè. Đó, khung đồ các thứ nè. Đó, khung này 15 cm nha anh em, trụ này trụ 15 cm, dày 4-5 ly. Đó, inox 304 hết chắc chắn luôn anh em. Đó, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 cái nè. Đó, lên liên tục luôn, giá cực kỳ tốt. Máy 8kg 17,5 triệu anh em. Liên hệ số điện thoại trên màn hình ha. Đối với riêng cái dòng này nè, hiện tại là đang trong một trong những cái mùa mà chuẩn bị là học sinh đi học lại. Anh em phải chốt vô những cái dòng này. Cái dòng này hiện giờ đang được trợ giá nha anh em. Đó. Đó, mình bật mí luôn nha, dưới 70 triệu, dưới 70 triệu ha, dưới 70 triệu anh em đã sở hữu cái dòng này. Inox sọc zin. Mình nhắc lại nha, giá trị cốt lõi vẫn giữ, motor mới, điện trở thì điện trở tốt nha anh em. Còn mấy cái điện trở nhỏ nhỏ này kia nọ, chất lượng không chất lượng mình không có làm. Ngoài ra thì sáng nay cũng trộm vía. Đây, mình mới về mấy con máy hàng nữa, chuẩn bị về con máy laser bên kia. Đó, đây. Nâng cấp 4-5 con cặp này anh em. Đó, nâng cấp một cái này nè, hai cái nè, ba cái, bốn cái. Đó, những cái dòng máy hàng này, dòng máy hàng công suất cao anh em. Khi mà anh em hàng mà hàng cái dòng công suất cao này đó, thì khi mà anh em đốt những cái mối lò này, đây, hãy chỉ cho. Khi mà anh em đốt những cái mối lò thì nó với được cái gọi là giống như nó mới sáng cái đường hàng anh em. Đó, anh em coi nè, mấy cái mấy hàng này nè, nó mới sát được, nó mới cứng chắc được, anh em thấy không? Đó, cứ cách cỡ tầm 10 phân là mình đã ghi mình là chấn Omega để cứng ngắc rồi. Đó, rất là dày dặn và chắc chắn. Inox 1 ly 2, đế 3 ly. Đó, đế 3 ly nha, bình thường người ta làm cho anh em có 2 ly, 2 ly rưỡi thôi, đế bên mình làm 3 ly. Rất là chắc chắn, ở dưới kiền vuông 30, dày ly rưỡi, đó, cỡ đó, nói chung. Đang xuống hết đi đó, inox này cũng chữ hết. Đó, cái số lượng inox rất là nhiều này. Đó, cắt mã inox luôn, chữ rất nhiều. Ngoài ra có một cái kho bên kia xả cuộn ra một lần 5 tấn, 7 tấn. Xả cuộn liên tục cho anh em để tiếp vô đây, để cho anh em một cái giá cực kỳ tốt để anh em chạy. Đây, những cái máy nè, đó, hàng chuẩn bị xuất đi cho anh Đức, à, Long Xuyên ha, Long Xuyên. Rồi, ok anh em. Wow. Ồ, hôm nay hàng về nhiều thế em. Ồ, cố gắng kiểm tra đồ các thứ đúng mã nha. Rồi bạc đạn, bạc đồ này kiếm đợi cho anh mượn cái câu vô kìa. Đây nè anh em, đây. Những cái bạc đạn là những cái bạc đạn quan trọng nè. Anh em muốn nè, nè, Made in Japan nè anh em.
Đó, những cái bên này là những cái mà lắp vô cái 6307 là cái lắp vô cái trục xoay của càng cối. Tại vì khi đánh bột á, cái cối của mình cái lực của nó rất là nặng anh em. Đó. Và những cái này luôn luôn có tem chống giả này anh em thấy không? Đó, tem bóng chống giả mới in chờ bên. Lắp hàng tốt cho anh em ha. Ok, cảm ơn em nha. Nhớ cấp đồ ra đầy đủ nha. Đó, luôn luôn phải cấp ra đầy đủ để cho cái khối lượng máy của mình ra nó mượt anh em. Nó mượt ra giá tốt này kia nọ, giá tốt nha. Mình không đánh giá rẻ, giá tốt rồi đó. Chục đồ các thứ nè anh em, đây tiện CNC hết anh em thấy không? Đó, hàng là hàng seri anh em. Đó, mình làm là mình làm lấy cái số lượng để mình là có cái giá tốt mình đánh ra thị trường anh em. Đó, hàng là hàng seri hết. Đó, những cái anh em trong xưởng Phonix anh em thiện lành ha. Đó, gia công rất là chính xác theo bản vẽ của kỹ sư đưa ra. Đó, hàng mới chạy thêm 12 bộ máy xe anh em, lắp lên cỡ tầm 6 cái rồi còn lại 6 bộ này. Đó, 12 bộ máy xe. Đó. Chuẩn chỉ luôn cho anh em. Đó, kệ này giờ bơi hết rồi, chuẩn bị chạy lại 100 bộ anh em. Đó. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều ha. Thì anh em nếu mà thương phải không, muốn Hải làm những cái vlog lắp đặt tận nơi, Hải bật mí luôn là lần này Hải sẽ chọn một địa điểm ở ngoài miền Trung, Phú Yên. Mình không đi những cái chỗ mà nó chuyên nghiệp, mình muốn đi những cái chỗ mà nó mới phát triển, là những cái vùng nào anh em có thể đầu tư được, có cơ hội kinh doanh. Mình muốn tới đó mình cho anh em thấy là người ta trải nghiệm như thế nào, rồi cái bánh trái rồi các thứ. Thí dụ ở trên Gia Lai nè, ở Phú Yên nè, ở Đà Nẵng nè, những cái vùng đó người ta làm bánh như thế nào, cách đầu tư kinh doanh có hiệu quả hay không. Anh em hãy cùng xem những vlog của Hải. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye anh em.